Ba thanh niên ngồi trong phiên tòa này tuổi đời còn rất trẻ, họ có một điểm chung là cùng có mối quan hệ tình cảm với một thiếu nữ. Tiếc rằng thiếu nữ ấy chưa đến 16 tuổi. Ngày 14 tháng 9 năm 2020, ở phiên xét xử phúc thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên y án Mai Bá Nhật Tiến, 21 tuổi, và Trần Thịnh Văn Nghĩa, 20 tuổi, cùng mức án 3 năm tù về tội giao cấu với người dưới 16 tuổi. Hà Phước Minh Long, 19 tuổi, lãnh án 6 tháng tù, nhưng được chuyển thành án treo về tội có hành vi tình dục khác với người dưới 16 tuổi. Theo cáo trạng, trong tháng 4 năm 2019, Tiến và một thiếu nữ sinh năm 2003 yêu nhau qua Facebook, cả hai từng 6 lần quan hệ tình dục ở nhà Tiến. Cuối tháng 7 năm 2019, thiếu nữ lại tiếp tục yêu nghĩa và trong 2 tháng quan hệ với nhau 3 lần ở nhà nghĩa. Tối ngày 29 tháng 10 năm 2019, thiếu nữ đến nhà Long xin ngủ nhờ vài ngày. Trong đêm, Long dùng tay sờ bộ phận sinh dục của cô gái khoảng hơn 10 phút. Thấy thiếu nữ khóc nên Long dừng lại và ôm cô gái ngủ. Sáng ngày 1 tháng 11 năm 2019, thiếu nữ về nhà kể lại nên gia đình đưa lên cơ quan chức năng đi trình báo. Lúc này thiếu nữ vẫn chưa đủ 16 tuổi.